Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Huỳnh Đức Minh. Hôm nay mình đã trở lại với các bạn sau vài ngày vắng mặt do lý do về công việc. Thì hôm nay mình sẽ tăng tốc. Hôm nay là ngày 29 và ngày mai là 30, thì chỉ còn 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai nữa mình sẽ hết cái sự kiện cây thông Giáng sinh này. Mình muốn cây thông này trong vòng 2 ngày mình sẽ đạt được level 25. Thì mình sẽ cố gắng hết sức để làm video này để hướng dẫn cho các bạn tăng tốc việc các bạn bỏ toàn thời gian ra để farm cái cây thông này. Đầu tiên các bạn cắn 24 giờ tốc độ thu gom là 50%. Việc này chỉ dành cho người toàn thời gian thôi nha các bạn. Còn người mà không có thời gian thì có thể các bạn sẽ cần sử dụng tiền mặt để cash cho cái event này. Thì sử dụng tiền mặt thì các bạn cứ nạp vào 5 đô hay gì đó thì các bạn nhận được nhiêu đây quà, mình vẫn chưa nạp cho các bạn. Thì mình đua top từ ngày đầu tới giờ nhưng mà do lý do công việc nên mình chỉ mới level 21 thôi. Mình muốn 4 level nữa trong vòng 2 ngày thôi. Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn. Khi mỗi ngày các bạn online thì các bạn sẽ full thể lực hoặc là 3 phần tư thể lực tùy vào độ offline của các bạn. Các bạn sử dụng 4 đội quân để các bạn farm lính và farm máy mỏ này nha các bạn. Còn các bạn sử dụng một đội quân cuối cùng của mình để các bạn farm mang rợ. Điểm hành động của mình sẽ hết. Mình đánh đến khi mà hết điểm hành động thì thôi nha các bạn. Chờ cái này về thì mình sẽ hướng dẫn tiếp theo nha các bạn. Hiện tại mình sẽ hướng dẫn mày đánh Lohan để đánh Baradian để bạn lấy quà. Thì các bạn cứ sử dụng hết thể lực điểm hành động trong ngày. Các bạn nên nhớ là sử dụng Lohan để đánh nha các bạn, tại vì nó có cái này. Thường thì mới mở server thì các bạn sẽ có event thử nghiệm Lohan này, thì các bạn cố gắng kiếm nó thật nhiều mảnh để các bạn up lên. Hiện tại mình vẫn chưa mát, mình sử dụng tượng tím để mình mát con này nhưng mà vẫn chưa mát nha các bạn. 70% kinh nghiệm và sát thương thêm mang rợ. Các bạn đánh bất kỳ con nào nha, các bạn thấy con nào ok thì các bạn đánh nha. Còn mình đánh 24 thì mình sẽ chữa lính, bị chữa lính khá là lâu. Thì chơi Lohan thì các bạn nâng theo nhánh như thế này. Mình nghĩ là level 42 thì Lohan nó sẽ max talent. Và các bạn muốn thêm thì các bạn nâng nhánh bên đây để lấy cái tốc độ diễu hành của cho Lohan để các bạn đẩy nhanh tiến trình đi đánh pháo đài hay là gì tùy các bạn nha. Các bạn rally hoặc là đánh Baradian cho nó nhanh, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Về vấn đề tướng sử dụng thì các bạn nên up một con tướng tối ưu nhất là level 44 nha các bạn. Talent max một nhánh thôi, các bạn không nên phân bổ nhiều nhánh như thế này. Không nên phân bổ nâng tới đây cái rồi các bạn chạy qua tới đây rồi các bạn chạy lên đây đó. Điều này khá là bất lợi cho con tướng của mình nha các bạn. Nè, các bạn nâng đến level 44 thì các bạn đó max skill hết. Max hết cái talent mà một nhánh bên đây thì các bạn nâng nhánh còn lại. Thì các bạn thấy điểm nào tới ngon thì các bạn đến thôi. Đây, trong thời gian đánh Lohan thì mình hướng dẫn thêm một số. Đó là tài năng đó. Thì nhiều bạn sẽ không nâng cái này. Nhiều bạn không nâng cái này là sai lầm nha các bạn. Tăng sát thương kỹ năng gây ra 6%. Cũng tăng sát thương kỹ năng chịu. Là mình gây ra 6% cho người nhận. Và người nhận và mình nhận lại 6% sát thương đó từ kỹ năng của quân địch. Nhưng mà có cái kỹ năng này nha các bạn.
nó giảm 6%, kỹ năng phải chịu xuống 6% là nó què với kỹ năng này. Thì 6% sát thương kỹ năng này khá là ngon nha các bạn. Nếu các bạn mà không lấy nó thì rất là uổng cho 6% đó. Một skill các bạn đưa ra thì 6% nhân lên khá là nhiều nha các bạn. Và cái này để hồi phục sức mạnh phi thường. 1.000 sức mạnh phi thường các bạn sẽ sử dụng được một skill. Thì các bạn nên chơi con men. Con men có tài năng là kỹ năng. Để các bạn sử dụng skill cho con phụ nhiều hơn. Ví dụ mình chơi cao cao thì skill này sẽ quăng ra liên tục. Giảm 40% tấn công, giảm 10% tốc độ hành quân. Hiện tại cao cao của mình nuôi max skill 1 thôi. Còn mấy skill này thì mình không có nạp nên mình không có chơi. Còn Mina thì 5511 là ok rồi các bạn. Các bạn là boss thì muốn max thì max. Đó, thì coi quân lính của mình đã về nha các bạn. Thì các bạn cho quân mới vào. Các bạn đưa cái này nè. Đây là danh sách 5 khe lưu của các bạn. Đó. Thì các bạn nhấn vào đây 3.000. Và các bạn lưu vào đây. Ví dụ các bạn lưu vào đây. Đó. Thay đổi khe số 5. Là nó 3.000. Và các bạn thu gom cái gì tối ưu nhất nha các bạn. Cái gì gần nhà là các bạn thu nha. Các bạn đừng quan trọng nó là cái gì. Các bạn cứ gần nhà là thu hết nè. Giống như cái này. Hiện tại là mình đang tăng tốc để hoàn thành cái event cây thông sớm nhất. Đó, các bạn làm như vậy có khe lưu thì các bạn sẽ rất là ok nha các bạn. Giờ tí để mình đánh xong con này mình kéo về và hướng dẫn tiếp về tài năng. Thì các bạn nâng một con men là kỹ năng. Đó, tài năng, kỹ năng, đó. Herman nè. Kusunuki. Nè, Kusunuki cũng là kỹ năng. Và con nào có kỹ năng các bạn nâng thôi các bạn. Đó. Tại vì nó khi mình rally pháo đài hoặc là mình đánh solo 1-1 thì cái kỹ năng khá là quan trọng. Thì có thể lật ngược tình thế. Một người với kỹ năng cao thì với một người mà kỹ năng cù bắp thì các bạn hiểu rồi đó. Số phận nó như thế nào rồi. Thì thí dụ mình mới ra một skill mà thanh niên bên kia có tốc độ ra skill gấp 2 lần mình. Thì mình đánh nó 1.000. Nó cũng đánh mình 1.000. Nhưng mà mình sử dụng skill. Nhanh hơn nó thì có phải là bạn mạnh hơn nó không? Đó. Đó là kỹ năng quan trọng. Đó, các bạn nhấn nè. Khi các bạn lưu khe thì các bạn có 5 cái khe ngay đây. Để các bạn điền vào. Nhưng mà cái này là nó không ở trong thành phố. Nó sẽ để hiện lên các bạn. Còn nó không, nó nằm trong thành phố thì các bạn, nó sẽ hiện sáng lên. Thì cái đợt thu gom này chỉ còn 85.000 thôi. Thì các bạn cứ nhấp vào thì cho đi thôi. Để tránh để 3.000 thì nó sẽ còn miếng tài nguyên rồi, mất công đi thu tiếp. Thì các bạn nhớ tối ưu mấy mỏ tài nguyên kế bên nhà mình, nhớ thu gom hết luôn. Đó. Đến với kỹ năng tiếp. Kỹ năng thì các bạn mát một con tím trước đi. Ví dụ mình chơi cung nè, mình mát một con tím rồi nè, giờ mình đang nâng Herman lên. Hoặc là mình đang nâng SCBO. Tại vì SCBO có thưởng năng lực đội quân lên 10%. Ví dụ bạn 100.000 đi thì bạn được 19.000, được 10.000 nữa, 10%, được 10.000 nữa là 110.000. Càng lên level cao thì bạn càng nhiều quân thôi. Càng nhiều quân thì bạn sẽ áp đảo địch. Ví dụ bạn 150.000 quân với thằng 100.000 thì các bạn sẽ áp đảo nó khá là nhiều. Về vấn đề nâng cấp từ lính 3 lên lính 4 thì chia 900 1.000 quân thì bạn sẽ mất 4 tiếng rưỡi.
1.000 quân thì các bạn sẽ mất 4 tiếng rưỡi để các bạn để các bạn mua ra nha. Đó, 1.000 quân là sẽ mất 4 tiếng rưỡi. Về vấn đề công nghệ, học viện thì các bạn nên mát cho mình đối với ạc chính thì các bạn nên mát toán học và công nghệ công trình. Còn lại thì từ từ mát. Tốc độ thu gom máy móc này khá là ngon nên các bạn cũng mát luôn. Về trọng tải thì các bạn vẫn mát, tại vì trọng tải cho phép quân của mình lấy được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng mà mình điều đi quân ít lính, với lại mát hai công nghệ này. Hai công nghệ này nên mát sau công trình và toán học, tại vì mình thu gom gỗ với lúa khá là nhiều. Đó, mới đánh với thu gom mấy xíu là được 5 hộp quà vậy các bạn. Mình tích hồi sáng giờ là được 55 hộp. Hồi sáng giờ là mình chơi từ 11 giờ. Chơi từ 11 giờ cho tới 2 tới 1 giờ rưỡi là mình được 55 hộp quà. Thì mình theo mình tính toán thì từ 21 này lên 25 mình sẽ cần 300 rưỡi, 320 đến 300 rưỡi hộp quà tùy theo vào độ may mắn của các bạn mở và hộp quà có bao nhiêu trứng. Có bao nhiêu cái vật phẩm mà đâu để coi. Có bao nhiêu cái đồ trang trí. Đó. Mình sẽ hiện tại mình sẽ tối ưu hết tất cả những gì mà mình biết được cho các bạn xem và các bạn thấy nó. Đó, các bạn đánh hết thể lực này giúp mình nha các bạn. Mỗi ngày các bạn đừng có rally pháo đài ngay bây giờ. Các bạn nên không nên rally pháo đài. Tại vì cái event này rally pháo đài nó sẽ lấy được mảnh ghép, nhưng mà nè, cái danh tay lẻ mắt này nè, các bạn vào mua trợ giúp liên minh với lại mua tại trạm đưa thư là các bạn có đủ để các bạn xài rồi, các bạn không cần. Thì rồi vấn đề mua vào các thương nhân bí ẩn này ở trạm thư thì các bạn mua đổi nó thành gói hết cho mình, còn mấy cái ruby thì khỏi mua, và cứ 70% sale thì các bạn mua hết cho mình. Nhưng mà 5 phút thì các bạn đừng mua nha các bạn, lỗ quá. Càng giờ cao thì giảm ruby càng nhiều, càng giờ thấp thì giảm ruby càng ít. Nó để 70%, nhưng mà nó không có bằng với cái giá này, nó sẽ mắc hơn một xíu. Đó, đó là kinh nghiệm của mình chơi. Các bạn nên mua 60 phút và 3 giờ. Các bạn nhớ đánh kiếm ruby thật nhiều. Đó, cánh kiếm ruby, đánh kiếm ruby thì các bạn đánh mang rợ thôi. Đó, để mình coi. Nè, mang rợ nè, đánh hên xui được 3 viên ruby với lại một đống này. Nhưng mà hiện tại là mình đang cày event nên mình sẽ đánh mấy con nhỏ nhỏ thôi. Như là con 10, 11, 10 đến 20, tại vì mấy con này mình không cần ruby, mình chỉ cần tối ưu thể lực của mình. Đó là mình đánh 5 co, mình sử dụng lô han. Tài năng thì các bạn vào đây giảm ta chi phí hành động xuống 10 thì các bạn còn 40 thể lực khi bạn đánh một con này. Cứ đánh một con này các bạn giảm xuống 2 thể lực. Giảm xuống tối thiểu là 30. Không được, không giảm được nữa nha các bạn. Giảm xuống 30 thì các bạn đánh nhiều càng tốt, bạn duy trì trên chiến trường càng nhiều càng tốt để các bạn tối ưu được cái phần quà và cái thể lực của mình nhận. Đó. Về vấn đề thu gom ở trong đây thì các bạn tăng sản lượng nó lên. Như mình đã nói các video trước thì các bạn tăng sản lượng nó bằng mấy cái này. Còn cái này bạn không dùng nha, để lên lính 4, lính 5 thì các bạn dùng thì mua sẽ được nhiều hơn lính. Mua sẽ được lính nhiều hơn. Còn mấy nói về tăng tốc thì các bạn đợi event đồ á các bạn chơi, chứ đừng có mà thấy cái này lâu quá thôi quất đại đi, quất tăng tốc đại đi, quất hết luôn. Giờ tới event thì các bạn không thể đu top luôn, trừ khi các bạn là boss thì ok, thì các bạn muốn chơi sao chơi. Còn các bạn phi thì các bạn nên tính toán lại xác suất của mình.
nên lên nhà chính của mình cao nhất có thể nha các bạn. Và nhà thương của mình là đang là 100 cho 130k chẳng đi, thì một đội quân của mình sẽ gom được 142, mình đang nâng nó lên 142 là cho nó bằng với cái số lính mà của con tướng men của mình cầm được, đó là 142 hoặc là 145 tùy vào cái nhà thương, tùy vào cái con tướng men của bạn cầm được bao nhiêu thì các bạn nâng bệnh viện lên bấy nhiêu, để khi mà lính bị thương á, thì còn có chỗ để mà trị thương. Khi trị thương các bạn không thể không nên trị hết luôn, không nên, điều đó là không nên, bởi vì khi mà trị hết thì các bạn sẽ được người ta giúp đỡ 25 lần thì giảm tối ưu là 25% tốc độ mà chữa thương. Và vào liên minh của mình, trong liên minh của mình thì các bạn cũng biết rồi đó, thì nó có cái cùng nhau tiến lên, thì cứ 1 lít của trợ giúp của người khác thì các bạn được trừ 2 phút, thì chữa thương sẽ rất là nhanh. Mỗi lần chữa lính 4 thì các bạn chữa 500.000, tùy vào các bạn nhà bao nhiêu, cái nhà trung tâm liên minh này bao nhiêu nè. Nếu nâng lên 22 thì mình có 26% giảm xuống, 26% dẫn cho 2 phút thì các bạn được 52 phút. Đó, ngon không? 52 phút để các bạn chữa thương 500 con 1.000 con lính 4. Đó, các bạn chia ra mà chữa, tại vì cái bệnh viện của mình cao thì mình không sợ mà mất lính, mình cứ chữa từ từ trong đây. Mình chữa hết quyển đống này thì mình tốn thời gian nè. Một là tốn thời gian, hai là tốn hết tài nguyên luôn. Đó, các bạn nên tối ưu cái việc mà chữa từ từ thôi, các bạn farm lên, rồi các bạn chữa farm lên rồi các bạn chữa thì tài nguyên của bạn sẽ đỡ mất trong trong một khoảng thời gian nào đó mà các bạn đang cần tài nguyên đó, nó sẽ tối ưu hơn. Các bạn vừa mua được lính ra, vừa chữa được lính, rồi vừa tối ưu được tài nguyên, vừa tối ưu được thời gian nữa, trời ơi khá là nhiều quyền lợi luôn. Các bạn nên biết mấy cái tips này để dành mà khi ủ ạt hay là cái gì đó, các bạn đánh Kavika hay là gì tùy các bạn đó. Thì các bạn nhớ để dành mấy cái tăng tốc này lại, mấy cái tăng tốc này khá là cần. Người mà không nạp á, thì các bạn nên chữ nó lại, người mà nạp thì các bạn muốn xài sao xài, mình cũng không có cấm đoán gì, tại vì boss mà muốn xài sao xài. Boss búng tay cái là có một hàng ngàn tăng tốc ra thì mình nghĩ thì không chơi hay không chơi gì cũng mạnh hết. Đó, hiện tại là đang có event nhanh tay lẹ mắt nha các bạn. Các bạn thử thách nó để các bạn đạt được bảng xếp hạng ở trên đây. Mấy thanh niên này trả lời ghê quá, mình không có dám đua top luôn á. Đó, các bạn đua top trên đây các bạn được, nhất là cái huấn luyện lính nè. Huấn luyện lính là cái mà tăng lực chiến ít nhưng mà nó lại ra event lại nhiều, khá là khó chịu cho các bạn, cần cái này khá là nhiều. Thì ra mấy đợt event mà có phần thưởng như thế này các bạn nên đua top. Thì mình cũng ráng đua lắm, mình đua không lại người ta thôi, người chơi phi mà các bạn. Đó, các bạn nhớ làm cái cây thông Noel này giống như mình sớm nhất có thể nha các bạn. Đừng sợ không kịp mà đừng không làm. Các bạn không làm mới không kịp á, các bạn mà chút hết thời gian để làm thì ok, nó sẽ ngon hơn. Đây, cái khe của mình đó, mình cứ cho như thế thôi, 3.000 thôi. Nhẹ nhàng đơn giản. Và mình được một hộp quà, mới lượm được một hộp quà nè, coi báo cáo của mình nè. Đó. Mình lượm vậy không à. Quà mình nhiều không? Đó, các bạn nghĩ xem quà của mình nhiều không?
Mình mới làm hồi tối hôm qua. Đến sáng hôm nay thì mình vẫn chưa cắn hộp quà này nha các bạn. Mới tối hôm qua chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi mà mình đã từ 20 lên 21. Đó, mình đang tối ưu cho các bạn nha. Mình sẽ ra video này nhanh nhất có thể nha các bạn. Mình làm xong là sau 5 phút thì mình post video này lên cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay, cách của mình hay, like và subscribe kênh của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Kết thúc nha.